Hello mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong cái video chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật hai cái dự án đến cho mọi người. Đó là cái kèo khai thác cái đồng CBDC và cái dự án khai thác cái đồng DXB đến từ dự án CryptoGPT. Thì trước tiên là về cái dự án CBDC nhé. Thì hiện nay thì dự án nó đã có một cái phiên bản mới rồi. Nếu mà ai chưa cài đặt phiên bản mới thì mọi người có thể mở lên và bấm vào đây để cập nhật cái phiên bản mới nhất về nhé. Và theo thông tin mới nhất từ cái trang Twitter chính thức của CBDC thì hiện nay nó đã bắt đầu cho KYC, nhưng mà chỉ là ngẫu nhiên nhé. Chỉ là ngẫu nhiên, cho KYC ngẫu nhiên và chưa KYC hàng loạt. Đó thì mọi người có thể này, theo tin tức mới nhất của CBDC, vòng rút tiền đầu tiên cho người dùng KYC sẽ được lên kế hoạch mở từ ngày 26 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 5 và sẽ được triển khai trên nền tảng trao đổi và giao dịch vào ngày 1 tháng 6. Tức là ngày 1 tháng 6 thì đã bắt đầu có thể rút và trao đổi giao dịch được rồi nhé. Thì với những ai mà chưa cập nhật phiên bản mới nhất thì mọi người có thể mở app lên để cập nhật vào cái phiên bản mới nhất của cái dự án CBDC này về và tiếp tục khai thác cho mình. Đó, thì hàng ngày thì mọi người chỉ vào đây để bấm nhận và nhận những cái đồng khai thác CBDC này nhé. Còn nếu những ai mà chưa đăng ký thì hãy nhanh tay đăng ký ngay cho mình một tài khoản trước khi mà cái dự án này nó kết thúc và nó cho rút và trao đổi nhé. Đó là cái dự án thứ nhất. Rồi, tiếp theo thì đến cái dự án CryptoGPT. Rồi, thì ở cái dự án CryptoGPT này thì chúng ta sẽ khai thác cái đồng là DXP. Khai thác cái đồng DXP nhé. Thì hiện nay mỗi ngày nó sẽ cho mọi người là claim 15 cái đồng DXP. Đó, thì với những ai mà chưa cập nhật lên phiên bản mới nhất thì mọi người có thể vào CH Play. Mọi người nhập cái từ khóa là CryptoGPT. Mọi người vào CH Play này, sau đó thì mọi người sẽ nhập cái từ tìm kiếm cho mình CryptoGPT. Đó, thì mọi người mở lên nhé. Đó, thì ở đây thì nếu mà những ai chưa cập nhật thì mọi người vào cập nhật cho mình nhé. Ở đây mình đã cập nhật xong rồi. Đó, thì quay trở lại thì để nhận được cái 15 cái đồng DXP này hàng ngày ấy, thì mọi người sẽ bấm vào đây cho mình. Mọi người bấm vào đây nhé. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ bấm vào tweet. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ chia sẻ nhé. Mọi người sẽ chia sẻ cái này lên Twitter. Thì ở đây mọi người sẽ bấm vào tweet này. Đó, hoặc là mọi người sẽ copy cái đường link chia sẻ, mọi người dán vào đây và chọn đăng tweet cho mình. Rồi, sau khi đăng tweet xong nhé. Sau khi đăng tweet xong thì ở dưới này nó có một cái ô. Thì mọi người sẽ nhập cái username của Twitter của mọi người vào. Đó, ở đây thì mọi người sẽ nhập username nhé. Rồi, sau đó thì bấm chọn vào start tweet này. Ok, thì ở đây nó sẽ hiện lên một cái dòng thông báo. Thì bên phía dự án họ sẽ kiểm tra xem là đúng là cái tài khoản Twitter của mình đã tweet lại cái bài đăng của nó chưa. Và nếu mà đúng thì nó sẽ trả cho mọi người là 15 cái đồng DXP này về trong cái mục khai thác nhé. Chứ không phải là cứ mọi người bấm xong cái là nó nhận được ngay đâu, mà phải chờ qua sự kiểm duyệt của bên phía dự án. Đó, và trong vòng 24 giờ thì nó sẽ trả cái 15 cái DXP này về. Đó, và hiện nay thì cái dự án, cái đồng DXP này nó đã được list ở trên CoinMarketCap rồi nhé. Thì đây là cũng là một cái dự án khá là ngon. Đấy, anh em cũng đừng bỏ qua nhé. Nó là miễn phí mà. Đấy. Thì ai mà quên không, chưa làm, đã đăng ký rồi mà quên cái dự án này thì mọi người mở ra nhé. Để tiếp tục tiến hành. Thế còn ai mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký. Tất cả các đường link đăng ký và video hướng dẫn đăng ký mình có để dưới phần mô tả nhé. Đây thì hiện nay trên CoinMarketCap này, đó thì nó đã được list ở trên một số sàn rồi. Ví dụ như ở trên, nó đã được list ở trên KuCoin này, BitTorrent, Bitfinex này,
Pancake này, Uniswap này. Giá hiện nay đang là 0,04 nhé. Dự án khá là ngon, anh em đừng bỏ qua nhé. Rồi, ok, như vậy là mình đã cập nhật hai cái thông tin về hai cái dự án tương đối tiềm năng. Sau khi xem xong được video này, những ai chưa đăng ký hãy đăng ký ngay cho mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.